cái gì ấy. Cầm cái cất, anh hôm nay có lỗi em này tặng quà nhá. Của em à? Thì em không tặng, em tặng quà. Em xin luôn. Thằng này, thằng. Xem cái gì ấy? Điên à? Tao, đấy. Thơm thơm đúng không? Cái thằng này đang im để tao nói chuyện với người yêu, tao nói chuyện với hàng tí em nào. Vâng, ngoài bạn cứ bất biểu. Đấy, đúng cái nào? Đúng ạ. Hôm giờ bảo xem tí đúng mấy cái thứ mà hôm giờ em bảo là thiệt đấy. Lấy quay luôn. Nên là tối nay tao mượn hàng, kiểu như là hai anh em cũng tao mượn hàng rồi trở vào. Cho anh mang nụ cười nào vui đến bao. Hello, mình hàng chào các bạn nhé. Điện đang giật không tiếc chào mọi người nhá. Thì mọi người ơi, mọi người cũng biết là mình mới quen Bảo chắc là được 5 tháng rồi. Nhưng mà lôi này anh Bảo anh chưa thấy anh ấy hiện tượng tặng quà mình ấy. Thì nó không nói gì à? Không, thì thế em phải nhờ anh. Cái thằng chả tâm lý gì cả, chết rồi. Chả nói chuyện gì đấy, chả nói chuyện gì đến quà khác. Đấy thì mọi người, hôm nay là mình quyết định mình sẽ nhờ anh Công Tiến giả vờ tặng quà cho mình. Vậy trước mặt anh Bảo tặng thật chứ chả vờ cái gì nữa. Vì vâng thì tặng thật. lấy đùa mọi người thôi chứ còn đâu, cái quà này là lấy thật mọi người, là kiểu như là mình cậu Hằng cũng muốn là mình tặng quà để xem phản ứng của Bảo như nào. À thế ạ. Như là nói chung là để xem là cái tình cảm của Bảo nó dành cho Hằng ra sao, và liệu là khi mà mình tặng quà cho Hằng thì ngày hôm nay Bảo nó có gọi là dùng cái gì đó để gọi là trao tặng cho Hằng hay không. Đấy, có lẽ là tối nay đi chơi thì hơi tốn gọi là tiền, kiểu như nhà nghỉ các thứ là hơi tốn. Damn! Mấy cả tiền, nói chung mọi người biết được là những cái khoản tiền mà những cái ngày bọn con gái đi chơi cùng người yêu ấy, mà chơi đúng cái ngày lộ en thì mọi người biết này, thường thường nhà nghỉ là hơi bị đắt, và cũng như là thường thường là phải tìm sớm chứ không nên là tìm muộn. Đấy thì thằng em Bảo mà có gì tí nữa mình đã dạy nó sau. Đấy thì thôi, nói chung không nói nhiều anh ạ. Bây giờ là tôi đã cho Hằng kia và để gọi là tôi sẽ mang quà vào tặng Hằng trước mặt Bảo xem nào nhá. Ok. A few moments later. Ăn gì đấy? Người yêu đâu? Ăn bưởi. Bưởi à? Người yêu anh đâu rồi? Hả? Người yêu anh đâu rồi? Nghe anh hả? À quên, Hằng đâu rồi? Con. Đâu rồi? Con em cũng mua, anh mua gì chưa? Mua gì? Lộ em không mua à? Thế em bản thân em mà chả mua cho em thì thôi thì nó mua. Vẽ gì người yêu người ước để mua tặng như nó ấy. Không mua. Đến mẹ em thì em được chưa mua được này. Mẹ em á, mẹ em bây giờ là quá tuổi em nhớ. Quá chuẩn luôn. Bây giờ mình mua cho những cái thứ mà nó gọi là em cũng chưa này tặng gì cho mẹ em chi Hằng. Cứ hỏi cái từ mấy cả. Thế mà từ Hằng yêu mày. Mày quá nó còn có tao. À, không nhầm, không tao gì. Ừ, anh nói nhầm. Có cái gì kia? Hả? Cái gì kia? Đợi người yêu xuống tặng. À, người nào? Người yêu anh. Ơ, chị Thủy đây, chị gì à? Cái gì? Chị Thủy, chị Thùy nhỉ? À, ui ôi. Mày xinh thế. Hello. Đáng tối như nào? Đáng cua rồi nhỉ? Vâng, vâng, mày thấy. Anh đặt phòng sẵn rồi đấy. Ok anh. Nhưng mà đặt phòng cái gì mà đặt phòng? Mà em ngồi để anh chồng, hôm nay chồng. Em ngồi ra tặng cái ghế để anh nhìn. Tối nay là em phải mặc cái bộ quần áo mà hôm giờ ấy, hiểu không? Thì không có cảm xúc. Quần áo này thì... Thỏa đúng không? Rồi. Vâng, em làm đấy. Đúng không anh Mạnh? Mà anh nói thật em, hôm nay cái tiền phòng hơi bị... Ôi anh Chiến anh nói cái gì, tiền phòng với cả à, chục cú cái gì ấy hả? Anh quên mất. Quá cắn. Cái gì mà cứ tiền phòng? Nhầm, anh nhầm. Nhầm. Mà đâu có tiền phòng này, nó thằng này mua gì tặng em chưa? Chưa, đây anh nhìn mỗi cái xác khô này, em này. Nó vừa ăn, nó vừa bảo cái anh là mẹ nó không chịu quả. Cái thằng mẹ gì? Thế tao hỏi mày, mẹ mày bây giờ là già rồi, quả các không cần mày đó. Những cái con người gọi là như thế này mới cần tặng quà, hiểu chưa? Chán lắm anh ạ, chả bó cái gì đâu. Thôi nói chung là như này, anh thì... Chống thì với nhau lại cứ quả khắp thì tiền đâu? Quả... Từ cái lúc mà... Mình nếu mình yêu chân ngang mình phải biết nhau như bây giờ. Mày... Em... Dạ.
Thằng này, thằng xem cái gì ấy? Cái gì? Mà thấy hộp quà của anh ấy mà. Em thấy gì? Giả cho anh ấy đi. Hộp quà của anh ấy mà, anh ấy tặng em. Mà đúng tao ấy thẳng công tặng. Anh không tặng được thì anh ấy tặng. Cái gì đâu? Đây em mở. Ồ, hôm nay lô em. Em mở nhá. Tôi mở đi. Mà ơi, gà năng đẹp thế. Mà anh hôm nay biểu sao mà nó ăn anh phải tặng phải. Đúng son mà em bảo giờ em thích đúng không? Anh thế rồi. Phải đấy. Thơm thơm đúng không? Tặng người đang im người ta nói chuyện với người yêu thì ọc. Tao nói chuyện với hàng tím nào. Vâng, mà bạn cứ bất biểu. Đấy, đúng cái này không? Đúng ạ, xong rồi. Hôm giờ bảo xem tí đúng mấy cái thứ mà hôm giờ em bảo là khét đấy. Cái này để tắm lấy rồi. Quay luôn. Vâng, em thích thương còn cái gì của em thích là à, của anh thích. Này tập boy anh em thích. Đấy. Nhưng mà hả? Đẹp, đẹp. Đẹp không? Đúng rồi, em thích cái luôn. Này nó không là gì cả. Tối nay nhá, tối nay đi cùng anh tặng cho em mình nhiều cái nữa. Thật á? Ừ, vâng. Là mà nó anh không phải nhà anh chơi cùng với vợ đi cùng với chị đi anh đây anh còn tặng quà cho hàng làm gì quá chuẩn luôn vợ mới đẻ con nhưng mà chơi bà gì đó mà anh vợ mới sinh con anh phải biết yêu thương vợ chứ anh phải tặng quà cho vợ đây anh ấy tặng quà cho người yêu làm gì em thật anh không tặng quà được cho em thì người khác tặng em mà tao có chạy lại không có năm nay có năm sau hoặc tối rồi đi chơi lại cứ cả năm có một ngày mày lại bảo đợi năm sau đợi đến năm sau cứ từ từ cứ từ từ tiền lương còn chưa về lại cứ đợi quà thế đến cái lúc cưới có từ quà cái gì không phải đợi quà cái quà nó không đáng bao nhiêu bỏ cái tính thói đi đừng có đú chân kiểu như mấy đứa kia nhá quá chuẩn luôn đú chân kiểu như mấy đứa kia nhá cái quà này nó không đáng bao nhiêu bạn mình kinh rồi anh nói cho biết một năm có 365 ngày thì ngày 14 tháng 2 là ngày của phụ nữ này, 8 tháng 3 này, 20 tháng 10 này, 25 tháng 25 tháng 12 đấy để cho em chê thế không được. Một năm em có 4 ngày nế của người yêu thì của mấy con gái thì tại anh được cái gì đâu chưa? Anh tặng quà hả? Nhưng mà mấy ngày lấy trước em tặng 20 tháng 10 anh đã tặng rồi. Buổi tối rồi. Nhưng mà thôi. Là tặng thế nói làm gì? Em anh bảo tiền tặng em thì anh có nhá. Nên là những cái anh có cái đáy khô vợ đang no tiền ra chứa cho vợ. Mày biết cái này là thế nào cái nào? Mày này người ta này mày đừng có nhìn bề ngoài mà mày bảo tao cũng. Anh tặng gì cho chị chưa? Chị mày á? Bắn 1,5 triệu ngậm mồm luôn. Ôi xuất sắc mà luôn. Em ơi, cứ tưởng là xong người đít nè. Đi tặng tối nay quà cho người yêu của thằng em. Anh bảo tối nay anh xin phép vào hàng đi chơi buổi tối nhá. Là ông kìa anh bị điên à? Hả? Anh không đưa được em đi thì anh đưa em đi. Đi ra bây giờ nghĩ anh có bị điên không? Này tao thằng này kìa. Tao nói mày biết, tao chưa nói là tao đưa hàng đi nhà nghỉ nhá. Tao chỉ nói tao xin phép tao đưa hàng đi chơi. Tao đưa đi lộ em được chưa? Ê gọi là bây giờ mà đi đưa đi. Này tao vợ ta mới đẻ con đúng không? Nó bé người không đưa được các con đi lên là vợ là chỗ ở nhà. Nên là tối nay tao mượn hàng kiểu như là hai anh em cũng tao mượn hàng rồi trở vào. Cho anh mang nụ cười nào vui đến vào. Làm tặng cái này làm tối tươi chơi đâu bây giờ nhưng mà việc. Anh không được trách anh đấy anh không tặng được anh ấy tặng mà là anh nói bản thân của ông anh không có cái ngày lễ mà còn bảo làm sao tặng vợ nhà đi à thôi bảo à đến cái ngày lễ mà mày không đưa người yêu đi chơi được thì để tao đưa bạn mình kinh rồi mà không tặng quà được thì để tao thay mặt tao tặng quà hiểu không em hỏi mà không thôi cho hỏi chú vậy nó nhờ vợ tao vợ tao nhà chúng con mà vào ấy chó thì tao nó giữ vào nếu mà cảm giác mà nhảy qua vành nao được nhanh ấy thì là vào còn không thì đừng vào nhá chó nó cắn một phát là thôi quay như cuộc đời này là không được cái gì vãi cải rồi em hắc đấy cái gì được quả thì giả cho anh đấy không anh đi tặng em anh không tặng được anh đi tặng một người nhở sao mày có thể cấm đoán được một người con gái được người khác tặng quà là thế nào tao hỏi mày là thế nào này đừng có nhìn khuôn mặt mày đừng có nhìn anh mày bằng ánh mắt đấy mày hiểu này mày đừng xịt hơi cay ở đây nhá hôm nay không đánh nhau nhá hơi này đúng lịch sự một tí đi
Đạt thôi, giả em chứ. Thôi giả quà anh đấy, tối anh giả quà anh rồi. Giả quà đấy em có gì đâu. Tặng quà gì, tối là quà anh đâu. Mày bảo gì, tối anh cái gì. Em hỏi với thằng là tặng quà buổi sáng. Hả? Buổi tối mới tặng quà. À ý là mày tối phải tặng quà gì. Tối bây giờ đi chơi chứ bây giờ còn làm việc. Còn quay cả nước ra thớ đó. À thế là hóa ra là ngày làm việc tối mới đi chơi chứ. Thằng này mà em báo mãi rồi hay anh không biết gì hay anh, làm cũng không. Thằng này em phải nói công việc trước. Tao bây giờ tao biết bộ mặt thằng này rồi. Đến ngày nếu mà để tặng quà bộ mặt là đấy. Làm cả lăng nhá, làm cả lăng thì rồi tối anh đi chơi chưa. À thì quả anh thấy không. Thì ra em anh bảo thì ra là tối nó có xin được hộp quà. Tối anh mua cho hộp quà mới được chưa. Mua cho gì, không mua gì quả bí mật anh thôi. Em nói cho anh nói ra hết đi hết bố bí mật rồi. Đưa trái anh mang về tặng chị. Đừng đã ngạo đừng anh... để nó nhiều. Không như thế để xem. Hóa ra là thằng em mình là tối nay là tặng quà. Tối nay em cũng có quà. Đấy khám này mày tí nữa em nhà ta tổ này đi chơi này. Này đừng có dỗi nhá. Tí nữa tao với nó là mất tình anh em. Mày tối quà người ta mua về tặng vợ. Chừa chi cứ đòi đòi bảo anh và anh tặng quà trước mặt nó để nó xem nó có tặng quà không. Em quà rồi. Anh nói với mày biết là tại lúa. Nó bảo thế. Anh ơi. Đây quả tối tối em như đã yêu em đâu ra chung mừng tối. Anh bảo tặng giờ. Tối nay nếu mà hẹn nhau ở nếu mà vào nhà nghỉ và gặp nhau ấy, đôi coi như không cần biết nhá, tao mày nhớ nhớ, tao đưa chị đi chơi, mang quà về cho vợ cho chị đi, nhớ qua kia vợ, vợ khác, mẹ chị tí nữa vợ tao nó mà biết thì.